Thực hiện cao điểm của Bộ Công an về việc kiểm tra xử lý các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó có nguyên nhân do bia rượu. Đêm hôm qua 22 tháng 7, Công an thành phố Vũng Tàu đã ra quân thực hiện chuyên đề xử phạt nồng độ cồn. Qua thực hiện chuyên đề, lực lượng chức năng phát hiện rất nhiều trường hợp vi phạm và bị phạt mức kịch khung với cả người điều khiển xe máy và người điều khiển ô tô. Tại chốt kiểm tra khu vực Ủy ban Nhân dân phường 11, thành phố Vũng Tàu, phương tiện ô tô này đã bị yêu cầu dừng lại để kiểm tra nồng độ cồn. Quá trình tài xế tấp xe vào lề theo hiệu lệnh, lực lượng chức năng đã phát hiện tài xế đang trong tình trạng rất say và kết quả đo được qua hơi thở của tài xế là 0,967mg trên 1 lít khí thở, vượt xa mức xử phạt kịch khung đối với vi phạm này. Theo Nghị định 100, nồng độ cồn vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở thì người điều khiển ô tô sẽ bị phạt từ 30 đến 40 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng. Quá trình chờ lực lượng chức năng lập biên bản, người vi phạm hoàn toàn không tranh cãi. Nhưng không phải trường hợp nào cũng hợp tác thuận lợi. Người vi phạm này lưu thông ngược chiều đường với tốc độ khá cao. Thời điểm bị giữ lại, người vi phạm không hợp tác với lực lượng chức năng và kết quả nồng độ cồn đo được qua hơi thở là 0,799mg trên 1 lít khí thở, bị áp dụng mức phạt kịch khung dành cho mô tô xe máy từ 6 đến 8 triệu đồng. Con sai con chịu. Ừ. Phạt. Anh vừa lau thổi vào ống thổi này, thổi một hơi thật sâu vào trong, khi nào máy kêu hết ngừng tiếp tiếp thì thôi, chưa khi nào dừng lại thôi. Rồi, okay. Kết quả nồng độ cồn trong máu của anh là 0,799mg trên lít khí thở. Ok. À, anh vi phạm nồng độ cồn nhá. Dạ, vâng. Rồi, ok, giờ tôi in lên rồi cho anh ký này. Không, từ từ. Rồi anh cứ nói đi. Ký là sao vậy? Đừng bao giờ dắt tôi mấy quốc rượu này. Tôi đâu có dắt anh. Đây. Những đồng chí này nè, tôi là giống như tôi cho người vi phạm ấy. Tôi là người đang làm việc với anh nha. Giống người vi phạm vậy. Tôi đang làm việc với anh nè, anh đang vi phạm luật giao thông. Còn đây một trường hợp cố tình chống đối. Sau khi được thông báo kết quả nồng độ cồn đo được qua hơi thở là 0,337mg trên 1 lít khí thở, người đàn ông không chịu ký vào biên bản, thậm chí còn leo lên xe tải của công an để lôi chiếc xe máy của mình xuống. Đến khi vợ tới đưa giấy tờ xe, người vi phạm lại một lần nữa lớn tiếng tranh cãi với lực lượng cảnh sát giao thông, cho rằng lực lượng này cố tình làm khó, không để mình được ký biên bản và rằng mình có giấy tờ đàng hoàng nên không thể bị giữ xe. Chứ không có quyền giữ xe tôi. Bây giờ cho tôi ký đi. Bây giờ không cho tôi ký là tôi đứng chờ hoài vậy. Lúc tôi mời anh không làm việc. Anh không chịu làm việc. Ủa tôi có giấy tờ. Anh không tôi ký được. Ký rồi. Ký rồi. Biết tôi bị lỗi gì. Cầm chứng lại nha. Quanh là quá nồng độ cồn và không xuất trình được giấy tờ xe bằng lái. Giấy tờ tôi có đàng hoàng xong chứ. Lúc thời buổi chúng tôi làm việc anh không đưa ra. Tôi nè, giấy tờ đàng hoàng nè, bằng lái đàng hoàng, chứng minh đàng hoàng. Làm sao không có? Tại kiểm tra anh không có chứng minh được. Tôi đi làm cái okay, được. Bây giờ mấy anh tình cảm được cả bây chứ. Bây giờ anh chứng minh nhưng mà quá nồng độ cồn là sẽ bị tạm giữ xe anh nha. Rồi. Lực nào? Lực xuống máy rồi giữ xe tôi. Luật này là luật quản lý chính nha. Luật chứ vi phạm chính. Mình ký vào đây. Trong 3 giờ tổ chức chốt kiểm tra xử phạt nồng độ cồn trên đường 30 tháng 4, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện và lập biên bản xử phạt 18 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó 6 phương tiện ô tô, 12 phương tiện mô tô, xe máy. Từ nay đến 20 tháng 9 năm 2022 thì đội cảnh sát giao thông công an thành phố Vũng Tàu sẽ tiếp tục coi như là tăng cường tuần tra kiểm soát cũng như là kiểm tra nồng độ cồn trên tất cả các tuyến đường trong thành phố từ Vũng Tàu, qua đó cũng để đánh thức tỉnh mọi người khi tham gia giao thông phải tuyệt đối chấp hành các cái quy định của luật giao thông đường bộ, và qua đó cũng để coi như là kéo giảm tai nạn giao thông có liên quan đến nồng độ cồn trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. 6 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn thành phố Vũng Tàu xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm chết 32 người, làm bị thương 10 người. 15 vụ trong số này là tai nạn giao thông tự gây. Theo nhận định của lực lượng chức năng, phần lớn các vụ tai nạn giao thông tự gây có nguyên nhân liên quan bia rượu.